Vâng, tôi chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Jean. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Jean tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần jean hàng vừa mới cập bến tại nhà sành Đồ Jean, đồng giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Jean tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Jean là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Jean xin phép được giới thiệu đến quý chị sẽ là một sản phẩm quần jean với tông màu đen. Em này sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản cho quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm sẽ là D87, chiều dài là 96, bụng là 80, đùi là 26 và ống sẽ là 17 cm. Dành cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 30 thì mình có thể là lựa chọn em này. Với cái tông màu đen thì các bác yên tâm là phối đồ cực kỳ là đơn giản dễ dàng rồi. Bên trên cái phần cúc này thì cũng có thêu tên của thương hiệu luôn cho quý chị chúng ta có kỹ tem mác, tag mác đầy đủ của sản phẩm này. Và form dáng của mình sẽ là thiết kế cái form dáng ôm. Bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Chất liệu jean của mình sẽ là chất liệu jean co giãn và cũng rất là dày dặn để quý chị chúng ta mặc lên form dáng đứng, form chuẩn form. Cái phần gấu của mình nó sẽ là cái kiểu thiết kế cắt như thế này. Nó sẽ hơi tua rua ra một chút như thế này. Và mã của này sẽ là mã D87. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Jean. Một thiết kế cũng rất là đơn giản cho quý chị chúng ta lựa mình mặc hàng ngày với cái độ mới còn rất là cao luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần jean với cái tông màu đen. À xin lỗi quý chị, nó sẽ là cái tông màu xanh nhạt. Em này thì sẽ là một cái sản phẩm jean với cái họa tiết kiểu mài này. Các bác nào mà muốn mặc nó năng động trẻ trung hơn một chút chúng ta có thể là lựa chọn cái thiết kế này. Mã của mình là D88, chiều dài là 99, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 16 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 31 và cái form kiểu này cũng là cái thiết kế form dáng ôm luôn. Chất liệu jean dày dặn này và em này cũng là một cái thiết kế jean có cái độ co giãn tương đối là tốt. Các bạn yên tâm là mặc lên thoải mái dễ chịu. Với cái thiết kế của mình thì sẽ có hai cái phần túi chéo rộng rãi ở hai bên và cúc khóa là sẽ là thiết kế cúc khóa kim loại. Mà đằng sau thì cũng có túi để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Mình có thể là đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã của này sẽ là mã D88. Em này ở cái tông màu của nó rất là đẹp luôn. Sẽ là cái tông màu xanh nhạt. Rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần jean. Cái này thì sẽ là cái tông màu xanh than. Một con quần jean tông màu xanh than cũng rất là đẹp mắt. Mã D89, chiều dài là 91, bụng là 76, đùi là 26 và ống là 15 cm. Sản phẩm sẽ có size 28 này. Một thiết kế của nhà Air Paper. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Và cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn toàn bộ cách thiết kế cúc khóa của sản phẩm, làm rất là cẩn thận tỉ mỉ và toàn bộ nó sẽ là thiết kế kim loại nên là quý chị chúng ta yên tâm vào cái độ bền của nó. Và bên trên này cũng có hai cái phần túi chéo rộng rãi cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Đây sẽ là cái thiết kế mặt sau này, cái phần túi đằng sau, cái treo họa tiết của nó cũng rất là đẹp. Để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình có thể là sử dụng mặc đi chơi đi làm. Cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng quần ôm và cái chất liệu jean cũng rất là mềm mại này và sẽ là một cái thiết kế không co giãn. Em này cái độ co giãn của nó rất là nhẹ thôi. Nên là các bác nào mà chúng ta muốn mặc đứng form chuẩn form chúng ta lựa chọn cái em này. Mã của mình sẽ là mã D89 này, một con quần cũng rất là đẹp. Em này sẽ là cái chất liệu jean mềm nên các bác yên tâm mặc lên cũng rất là thoải mái dễ chịu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần jean cũng với cái tông màu xanh. Em này thì sẽ là cái form slim này, bên trên này nó sẽ là điền một cái tên, nó sẽ là có cái phần thêu, cái phần in, cái này sẽ là chữ slim, nghĩa là cái form dáng quần của mình nó sẽ là cái form ôm. Đây quý chị chúng ta có thể là quan sát kỹ một chút toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã D90, chiều dài là 106, bụng là 80, đùi là 24 và ống sẽ là 16 cm. Với cái size của sản phẩm sẽ là size 30. Nhìn chung thì cũng là một cái thiết kế quần jean rất là đơn giản basic cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Cái phần cúc này làm rất là đẹp luôn và cho quý chị chúng ta coi cái phần cúc khóa của sản phẩm này. Bên trên này thì cũng là những cái thiết kế cơ bản, nó sẽ là các thiết kế túi chéo ở đằng trước này, túi ở đằng sau để các bác được chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã của mình sẽ là mã D90. Đâu quý chị có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Cái màu sắc bên này cũng là một cái màu rất là dễ mặc dễ dùng, mặc lên cũng rất là trẻ trung năng động cho mình. Mã D90 này. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần jean với cái thiết kế màu sắc cũng tương tự như cái sản phẩm vừa rồi. Nó cũng là một cái tông màu vừa phải, không quá đậm mà cũng không quá nhạt. Mã D91 này, chiều dài là 104, bụng là 76, đùi là 24 và ống là 13 cm, size 28.
Cái form dáng của mình cũng là cái thiết kế quần jean form dáng ôm. Chất liệu của em này sẽ là cái chất liệu jean co giãn cực kỳ tốt, nên là các bác yên tâm là mặc rất là thoải mái, dễ chịu cho mình luôn. Bên trên này thì sẽ là tem mác của thương hiệu này, đó rất là chuẩn xịn sò cho quý anh chị. Đó, cho quý anh chị chúng ta quan sát thật là kỹ. Và cũng như các cái thiết kế khác thì chúng ta cũng có các cái thiết kế túi trước túi sau đầy đủ để các bác chúng ta sử dụng. Em này thì cái phần cúc của mình nó sẽ là cúc cài, nó sẽ là cúc cài và có một cái phần ở bên ngoài như này để nó che chắn hết cái phần cúc rồi, nên là cái thiết kế của mình nó cũng rất là đẹp. Và mã hôm nay sẽ là mã D91 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Cái form quần của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần jean và cái tâm màu cũng rất là đẹp. Em này thì cũng là một cái thiết kế cơ bản basic cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Mã D92, chiều dài là 107, bụng là 82, đùi là 26 và ống là 19cm, size 31 này cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này nhìn chung thì là một em rất là cơ bản basic luôn. Cái tâm màu của mình nó sẽ đều từ trên xuống dưới như này, là một cái tâm màu xanh thang thì sẽ rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Và cho quý anh chị chúng ta coi kỹ cái phần cúc của sản phẩm này, thiết kế rất là đẹp. Và cái phần cúc khóa này cũng là hàng đồng kim loại, nên là quý anh chị cũng yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Túi cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn, nên là quý anh chị có thể là yên tâm mình đựng đồ đạc, đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Họ hàng rất là xịn sò. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu jean mềm và em này sẽ là không có giãn này. Nhưng mà cái phần ống của mình nó sẽ là cái kiểu ống suông, ống đứng, nên là các bác yên tâm mặc vẫn rất là thoải mái, dễ chịu. Mã của em này sẽ là mã D92. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Jean. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần jean với cái tông màu xanh khá là đậm. Mã của em này sẽ là D93, chiều dài là 94, bụng là 80, đùi là 24 và ống là 14cm. Dành cho bác nào chúng ta thường mặc quần dài 30 thì các bác có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Em này thì sẽ là cái thiết kế form dáng ôm và cái chất liệu của mình sẽ là chất liệu jean co giãn này. Cái phần gấu của mình nó sẽ là thiết kế cái kiểu gấu tourua như này. Bác nào mà yêu thích cái phong cách nó trẻ trung năng động, chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Độ co giãn rất là tốt này và cái chất liệu jean cực kỳ dày dặn luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này, mã D93. Còn về các cái thiết kế chi tiết ở bên trên thì nhìn chung nó tương đối là giống nhau. Chúng ta cũng có thiết kế túi chéo này, cúc khóa làm cẩn thận và đằng sau này thì sẽ là túi, các cái thiết kế túi hình xẻng để cho quý chị có thể là đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Em này thì sẽ có một cái tác da ở mặt đằng sau này và em này cái độ mới cũng còn rất là cao, nên là bác nào chúng ta đã ưng em này thì chúng ta chốt đơn luôn. Mã của mình sẽ là D93. Và tiếp theo thì sẽ là một thiết kế của nhà Relation với một con quần jean tông màu xanh. Và mã sẽ là D94, chiều dài là 110, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 19cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 31 này. Ở bên trên cái phần cúc này cũng có dập tên của thương hiệu ở bên trên luôn. Toàn bộ các cái chi tiết cơ bản cho quý chị chúng ta có thể sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Các cái thiết kế quần jean thì sẽ là các cái thiết kế quần mặc rất là trẻ trung luôn. Bác nào cũng nên có cho mình một hai cái sản phẩm quần jean để chúng ta sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Em này chất liệu rất là mềm mịn này, một con quần jean không co giãn nhưng mà cái chất liệu cực kỳ mềm mịn, nên là các bác yên tâm là mặc thoải mái, dễ chịu. Mã D94, một cái thiết kế suông trơn đơn giản cho quý chị chúng ta lựa chọn. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, một con quần jean mã D95, chiều dài là 100, bụng là 68, đùi là 21 và ống là 18cm. Cái sản phẩm này của mình thì nó sẽ là hơi nhỏ một chút, cái size sẽ là size 25. Đó, bác nào mà chúng ta gầy thì chúng ta có thể là lựa chọn cái em này. Đó, bác nào mà vừa vặn với cái thông số của sản phẩm, chúng ta có thể là sử dụng cái em này, chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Cái tông màu của mình nó sẽ là cái tông khá là sáng màu, nó là cái tông màu xanh thôi nhưng mà nó sẽ là cái tông màu xanh nhạt. Ở cái phần gấu cũng thiết kế cũng rất là đẹp này, cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái chi tiết của sản phẩm cũng như là cận chất của chất cái sản phẩm jean này luôn. Em này thì sẽ là cái thiết kế quần không có giãn, nên là các bác mặc lên form đúng form, chuẩn form cho mình. Mã của sản phẩm sẽ là D95. Quý chị có thể là quan sát kỹ một chút toàn bộ cái form dáng quần cái sản phẩm này. Đó, một cái thiết kế mà cũng rất là gọn gàng và cái độ mới thì còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần jean thiết kế rất là đẹp. Em này sẽ có mã là D96, chiều dài là 96, bụng là 80, đùi là 30 và ống là 21cm. Dành cho quý anh chị chúng ta thường mặc quần size 30 thì các bác có thể lựa chọn em này. Toàn bộ cái viền túi này người ta làm thiết kế rất là đẹp mắt cho quý anh chị. Mặt đằng sau thì cũng là các cái thiết kế tương tự như vậy luôn. Nó sẽ là có cái các cái thiết kế thêu ở bên trên như này rất là đẹp. Và chúng ta có một cái tác da ở đằng sau. Tuy nhiên cái tác da này cái độ mới thì nó không còn cao cho lắm. Nhưng mà
mà đây thì nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đó quá nghiêm trọng nên các bạn hoàn toàn có thể là bỏ qua được cái phần tác da này. Mã D 96 này, form dáng hôm này sẽ là một cái form suông ống tương đối là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Chúng ta mặc sẽ rất là dễ chịu, các bạn có thể lựa em này chúng ta mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm sẽ là mã D 96 và toàn bộ các cái thông số cũng như là mã hàng nhà xe Lucy sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta có thể là tiện chúng ta theo dõi để mình lựa ra các cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với mã D97, một thiết kế quần jean đến từ thương hiệu Top Ten, một cái thương hiệu nội địa của Hồng Kông. Và mã của em này sẽ là D97 này, thông số như sau: chiều dài là 95, bụng là 82, đùi là 26 và ống là 17 cm. Các bác thường một quần size 31 thì chúng ta có thể là yên tâm lựa chọn em này rồi. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu jean dày dặn và nó co giãn rất là tốt này, đảm bảo với quý chị là lên form dáng chuẩn chỉnh. Và cái tông màu của em này cũng là một cái tông màu mặc rất là trẻ trung và cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút toàn bộ các chi tiết mặt trước của sản phẩm, từ túi này cho đến cúc và khóa. Và mặt sau thì chúng ta cũng với những cái thiết kế tương tự như các sản phẩm khác thôi. Nhìn chung thì cũng là những cái thiết kế rất là basic đơn giản. Bác nào mà chúng ta cần sử dụng thêm dây lưng thì mình cũng có sẵn các cái thiết kế đĩa quần ở đây. Mã D 97 này, một con quần đến từ thương hiệu Top Ten, với cái độ mới cập rất là cao. Còn về chất lượng thì quý chị chúng ta yên tâm là nhà xanh đồng gì bao chất cho mình luôn. Toàn bộ các sản phẩm quần jean chất lượng rất là đảm bảo để cho quý chị chúng ta lựa chọn chúng ta sử dụng. Và bác nào mà yêu thích những cái tông màu tối giản thì các bác có thể lựa chọn cái em quần jean màu đen này của nhà Holac. Em này sẽ có mã là D98, chiều dài là 90, bụng là 82, đùi là 24 và ống là 18 cm, size 31 này. Cái form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng ôm. Bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng chúng ta cũng có thể là sử dụng em này luôn. Em này được cái là cái phần đầu, cái phần gối này người ta thiết kế rất là đẹp. Đây là do người ta thiết kế như vậy chứ nhà sành đồ xì cũng không có tác động gì thêm với cái sản phẩm này đâu. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu jean co giãn cực kỳ tốt này. Còn với cái tông màu đen thì các bác yên tâm là chúng ta phối đồ rất là đơn giản dễ dàng rồi. Cho quý chị chúng ta có thể là tự mình chúng ta quan sát kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước cũng như là mặt sau của sản phẩm này, những cái thiết kế cơ bản và cũng làm rất là cẩn thận tỉ mỉ để các bác chúng ta lựa chọn chúng ta mặc hàng ngày. Mã D 98 này, các bác có thể là quan sát lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Em này sẽ là thiết kế form dáng ôm. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần jean với cái tông màu xanh. Em này sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu GAP, một con quần jean chính hãng của nhà GAP với mã là D99, chiều dài là 94, bụng là 78, đùi là 23 và ống là 13 cm. Các bác thường mặc quần size 29 chúng ta có thể là lựa chọn em này. Đây cũng là một cái thiết kế quần jean với cái form dáng ôm dành cho các bác yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự này. Và cái chất liệu của mình nó sẽ là cái chất liệu jean mềm và có cái độ co giãn cũng tương đối là tốt nên là các bác yên tâm chúng ta mặc lên cũng sẽ rất là thoải mái dễ chịu. Mã D99 bên trên này sẽ là tác mác của thương hiệu và nó sẽ có các cái thông số của sản phẩm ở bên trên. Các bác có thể là quan sát được các cái chi tiết ở mặt trước sản phẩm này. Túi chéo rộng rãi ở bên trên này thì sẽ là cúc khóa này. Cái phần cúc này cũng dập tên của thương hiệu luôn. Đây sẽ là cái mặt đằng sau của sản phẩm. Bên này sẽ có mã là D99. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin. Rồi tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần jean đến từ thương hiệu Hey Billy, một thiết kế được ra đời ở Hàn Quốc này. Mã của em này sẽ là D100, chiều dài là 104, bụng là 80, đùi là 28 và ống là 21 cm, size 30. Cái form của em này sẽ là thiết kế form dáng suông kiểu quần ống rộng. Bác nào muốn mặc rộng rãi thoải mái, mặc trẻ trung năng động thì chúng ta lựa chọn cái em này. Cái tông màu của mình cũng là cái tông màu rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Mặc em này thì cực kỳ trẻ và các bác có thể lựa chọn chúng ta mặc đi chơi đi làm. Thiết kế cũng rất là cơ bản basic, một sản phẩm chính hãng của Hey Billy với mã là D100. Đó, các bác có thể là chúng ta quan sát lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này để chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn cho mình. Đó, lựa em này chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm rất là trẻ trung năng động. Rồi tiếp theo sẽ là một thiết kế quần jean của nhà Limited. Em này thì sẽ là một cái thiết kế form dáng ôm này, một con quần rất là đẹp. Cái màu sắc của em này sẽ là một cái màu rất là nổi bật này. Các bác mặc lên nó vừa trẻ trung mà vừa dễ mặc dễ phối. Mã D101, chiều dài là 95, bụng là 76, đùi là 22 và ống sẽ là 14 cm. Dành cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 28 thì các bác có thể là lựa cho em này. Ở cái màu của em này cực kỳ đẹp luôn. Và cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm. Chất liệu thì sẽ là cái sản phẩm chất liệu jean dày dặn và nó sẽ là có cái độ co giãn cực kỳ tốt cái phần gấu này. Đa số các sản phẩm của mình sẽ là thiết kế cái kiểu gấu như này, mặc rất là trẻ trung. Và mã của mình sẽ là mã D101. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn em này thì chúng ta rất là nên lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Một cái thiết kế rất là đẹp, mã D101.
Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần jean tông màu đen. Cho bác nào yêu thích những cái tông màu trung tính, những cái tông màu tối dặn thì chúng ta có thể lựa cho em này mã D102, chiều dài là 99, bụng là 76, đùi là 25 và ống là 15 cm. Cái form dáng của em này cũng là một cái thiết kế form dáng ôm. Chúng ta có rất là nhiều các cái thiết kế form dáng ôm. Cho các bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự, chúng ta có thể là lựa chọn được rất là nhiều sản phẩm luôn. Cái sản phẩm này thì sẽ là một cái thiết kế chất liệu jean mềm và nó sẽ là cái độ co giãn nó hơi thôi, nó sẽ là khá co giãn thôi, chứ là cái độ co giãn nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà các bác yên tâm là với cái chất liệu jean mềm như này thì các bác mặc lên nó cũng rất là thoải mái, dễ chịu. Và cái sản phẩm của mình nó sẽ là thiết kế chỉ nổi này, bên trên nó sẽ là cái chỉ tông màu bò, nó trông cũng rất là trẻ trung năng động. Và mã của em này sẽ là mã D102. Bác nào yêu thích và vừa mặc với sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất jean, một con quần đen rất là dễ mặc dễ dùng. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm của nhà Jean Cassin, một sản phẩm với cái tông màu của mình nó sẽ là cái thiết kế kiểu tông màu loang, mã D103, chiều dài là 105, bụng là 82, đùi là 26 và ống là 17 cm. Trong quý chị chúng ta thường mặc quần size 31 thì quý chị có thể lựa chọn này. Bạn nào yêu thích cái tông màu loang thì chúng ta có thể là lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Với cái tông màu này các bạn yên tâm là mặc lên rất là nổi bật và cũng rất là trẻ trung năng động cho quý chị. Mã D103. Quý chị chúng ta có thể là quan sát kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Màu sắc của em này cực kỳ đẹp này, và bên trên cái phần cúc cũng có cái dập logo của thương hiệu đây. Quý chị có thể thấy cái đây sẽ là cái logo của thương hiệu được dập ở bên trên cúc này, cực kỳ là xịn sò luôn. Nên là quý chị chúng ta yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Mã của em này sẽ là mã D103. Và bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn nhà danh đồ xin bao chất cho mình. Đảm bảo là quý chị chúng ta nhận hàng về mình rất là ưu các cái chất liệu trong các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần jean với cái tông màu xanh. Em này sẽ là một thiết kế cơ bản thôi, một con quần basic để cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Một thiết kế của nhà Balilab với mã là D104, chiều dài là 93, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 14 cm. Các bác thường mặc quần khoảng size 29 thì chúng ta có thể là yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng ôm, mặc lên rất là gọn gàng lịch sự này, và cái chất liệu jean mềm có cái độ co giãn cũng tương đối là tốt, nên các bác yên tâm mặc thoải mái dễ chịu. Toàn bộ các phần cúc khóa thì đều là hàng kim loại hết, nên là mình yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Mã D104, một con quần basic đơn giản với cái tông màu xanh than để quý chị chúng ta lựa chọn chúng ta mặc hàng ngày. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một thiết kế quần jean. Em này sẽ là cáp chuông này, và cái sản phẩm của mình khá là sáng màu luôn. Bạn yên tâm là mặc cái sản phẩm này thì cực kỳ trẻ trung rồi. Mã D105, chiều dài là 93, bụng là 84, đùi là 28 và ống là 18 cm. Bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái dây đai ở bên trong để các bác có thể điều chỉnh cái phần cạp này sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Hoặc là bác nào muốn sử dụng dây lưng thì chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn. Mình có đầy đủ các cái phần đĩa quần ở đây. Và mã em này sẽ là D105 này. Quý anh chị có thể là quan sát kỹ một chút cái sản phẩm của mình để chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn chúng ta sử dụng em này trong cái thời tiết mùa hè năm nay chúng ta mang đi chơi đi làm. Mã D105. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần jean với cái tông màu xanh than. Thì cái tông màu này nó sẽ khá là đậm. Bác nào mà chúng ta bụng to bụng bự thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Mã D106, chiều dài là 105, bụng là 88-100, đùi là 37 và ống là 24 cm. Em này sẽ là thiết kế form dáng khá là rộng rãi thoải mái luôn. Cái phần ống này của mình cũng khá là rộng này, nó sẽ là thiết kế kiểu quần ống rộng, nhưng mà cái phần gấu này nó sẽ là hơi bo lại một chút, nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc cũng rất là gọn gàng. Ở chất liệu thì sẽ là chất liệu jean mềm nhưng mà nó sẽ là không có giãn, nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu. Độ mới thì còn rất là cao, và đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Gujin với mã của em này sẽ là D106 này. Các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng cũng như là cái tông màu của sản phẩm, một thiết kế cũng rất là đẹp đến từ thương hiệu Gujin. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay sẽ là một con quần jean Nhật. Mã sẽ là D107, chiều dài sẽ là 93, bụng là 82-89, đùi sẽ là 29 và ống sẽ là 15-18 cm. Cái phần gấu này của mình sẽ là thiết kế gấu bo chu này, nhìn chung thì nó cũng cái độ co giãn của nó thì cũng không quá nhiều, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm là mình mặc lên cũng khá là gọn gàng. Cái chất liệu jean Nhật thì nó sẽ là cái chất liệu jean rất là mềm mịn như này. Cái phần cạp của mình mặt đằng sau sẽ là thiết kế cạp chu
chun. Đằng trước có cúc có khóa đầy đủ cho quý anh chị chúng ta sử dụng, và có thêm cái dây đai này để các bác có thể điều chỉnh cái cạm sao cho nó thật là vừa vặn với cái vòng bụng của mình. Và ra sao một chút cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn toàn bộ các cái chi tiết cũng như là cái tông màu của sản phẩm. Em này thì cũng là một sản phẩm basic đơn giản cho các bác có thể lựa chọn chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm này rất là D107, chất liệu của này cực kỳ mềm mịn luôn, và yên tâm với quý anh chị là chúng ta mặc không bao giờ lo là bị bay bị xù. Và một thiết kế rất là đẹp với cái chất liệu rất là cao cấp, mã D107 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ trước đơn với nhà sản xuất. Và đó cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live hôm nay. Rất là cảm ơn quý chị chúng đã theo dõi phiên live ngày hôm nay, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự là yêu thích. Nhà sạch đồ xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sạch đồ xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sạch đồ xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.